các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khuôn nhạc nhé. La la la. Trong khuôn nhạc có 5 dòng kẻ. 1, 2, 3, 4, 5. Ngoài những dòng kẻ ra, khuôn nhạc còn có 4 khe nữa đấy. 1, 2, 3, 4. Cũng giống với bàn tay của chúng mình. Bây giờ cô Thúy mời cả lớp chúng mình đưa tay lên đếm nhé. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5. Lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Trong khuôn nhạc có một cái khóa tên là khóa son. Và trong khuôn nhạc có rất nhiều các bạn nhỏ nằm trên đó. Ngay bây giờ, cô Thúy mời cả lớp chúng mình cùng gọi các bạn ấy ra nhé. Đầu tiên là nốt đồ. Bắt đầu nào. Đồ, đồ. Xin chào bạn đồ. Nốt đồ được nằm ở dưới khuôn nhạc. Và chúng mình ghi nhớ nốt đồ luôn luôn có một cái thắt eo nhé. Tiếp theo là nốt rê. Rê, rê. Nốt rê được nằm ở dưới dòng kẻ số 1. Bây giờ cô và cả lớp chúng mình cùng gọi bạn Mi nhé. Mi, Mi. À, bạn Mi xuất hiện rồi. Nốt mi được nằm ở trên dòng kẻ số 1. Ngay bây giờ, cô và cả lớp chúng mình quan sát xem nốt pha được nằm ở đâu trên khuôn nhạc nhé. Pho, pho. Wow, nốt pha được nằm ở trên nốt mi, hay có vị trí là khe số 1 trên khuôn nhạc đấy. Sau nốt pha sẽ là nốt gì bây giờ? Chúng mình thử gọi nốt son xem sao nhé. Son, son. Nốt son xuất hiện rồi. Đố cả lớp chúng mình biết nốt son được nằm ở dòng kẻ số mấy trên khuôn nhạc? 1 hay 2? Chắc chắn là số 2 rồi đúng không? Sau nốt son sẽ là nốt la. La, la. Người bạn cuối cùng cô muốn giới thiệu với lớp chúng mình đó là bạn Si. Chúng mình cùng gọi bạn ấy ra nhé. Si, Si. Ơ, hình như chúng mình gọi bé, bạn ấy không ra rồi. Chúng mình thử lại một lần thật to để bạn ấy ra nhé. Hai, ba. Si, Si. Xin chào bạn Si. Vừa rồi chúng ta đã được gặp 7 nốt nhạc trên khuôn nhạc khóa son rồi đấy. Ngay bây giờ cô và cả lớp chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại các vị trí nốt nhạc trên khuôn nhạc khóa son nhé.